xanh. Bạn đang mở rộng đường này. Thấy... đấy, nếu không bình thường nó cua như này, một xe cua là hết đường. Ồ. Đang mở rộng đường. Phải cắt núi đấy nhỉ. Ui, thằng này tụt mất. Anh ơi đi xa ra đi anh ơi. Thằng điên này vừa to vừa nặng nó tụt ba mất. Anh lại vượt nó à? Vượt cái gì được, đường bé quá. Xin nó cho vượt đi. Này. Xe máy đi làm sao vậy? Ra giữa đường vậy. Thế có biết thế nào là nguy hiểm chưa? Đi sợ quá. Đường trên này hơi kinh. Tại đi sau con này cũng kinh. Đi sau này ghê lắm. Nó tụt phát chết. Hello. Chúng mình vừa đến với Sapa. Và bây giờ mọi người... Mày to mà, không nghe được. Đây là Tiêu Bạc. Quay ra khách sạn của chúng mình. Tiêu Bạc. Trong lúc chờ khách sạn check in thì sẽ đi ra ngoài chơi một chút. Ngắm nhìn xem khách sạn có cái gì. Đây, đây là Bắc. Đây là Bắc đang rất lạ lắm với vòi nước. Vườn hồng của Siêu Bạc. Cực kỳ đẹp. Đống nhòm. Tôi không nhìn thấy gì hết á. Trời. Nhìn tệ lắm. Ôi cái hồ gì thế kia. Đầy mây mù luôn. Đường quanh co kia. Nhà xen lẫn với núi. Siêu Bạc. Nhìn bông hoa này xem. Quay sát thì em rất xấu. Bông hoa đẹp này. Đi vào trong đi. Sảnh. Trong là ở đâu? Sảnh. Kia, đỗ xe ở kia các bạn ạ. À, mình đã đỗ xe ở đấy. Mọi người có nhìn thấy con xe màu trắng trắng không? Đó, chính là xe của mình. Hơi to. Đi vào đây. Đây là phòng chờ nhá, phòng chờ này, chờ chị y. Đây là phòng chờ, tất cả mọi người đã ngồi rồi. Chờ. Đâu ạ?
Có mời trà luôn này, có mời trà mà khăn luôn này. Khi mà khách đợi check in thì có mời trà mà khăn. Có vị gừng, khăn cho khách lau tay. Đặt cọc á, đặt cọc bằng tiền mặt đi. Chị ơi, chị ra đến rồi đấy, em có chị nhá. Chị đâu muốn để em vậy? Đặt cọc bằng tiền mặt bạn nhé. Dạ vâng, em nghĩ là đặt cọc bằng tiền mặt cho tiện hơn ấy. Thì khi mà mình trả nó nên sẽ hoàn trả lại ngay cho mình. Đặt phòng qua OTA nên là cần 1 triệu. 4 triệu. 1 triệu 1 đêm. 1 triệu trên 1 đêm. 4 triệu cho 2 đêm. Này, mình có 2 phòng. Chị bấm ta quê ạ. Em nhận đồ của chị 1 triệu. Chị đem cho em của chị. Không có giấy tờ gì chứng minh là đang cọc 4 triệu à? Có phải giấy tờ chứ. Ở đây phải đặt cọc. 1 triệu cho 1 đêm 1 phòng. Vì mình đặt qua OTA, không phải đặt trực tiếp. Vì gì đâu. Đặt cọc giá 4 triệu. Đặt cọc thôi. Sao mà nó giả? Sao giả mà. Không có giả mà. Ở đây được bơi, ghim, sông hơi ướt, sông hơi khô là miễn phí. Có được massage miễn phí không? Massage nhà em là bao nhiêu? Sao ạ? Massage nhà em giá là bao nhiêu? À, đây có bảng giá mẹ luôn. Nào, tham khảo massage 60 minutes body, 1,5 triệu 120 phút, trong đó có 60 phút body và 60 phút traditional. Đi xem cái này nè. Hai nhà hàng, một cà phê, một karaoke, một spa, bể bơi, phòng tập, khu vui chơi trẻ em, dịch vụ xe điện. Dịch vụ xe điện là như thế. Dạ vâng ạ, em đang làm hỗ trợ. Thế là mình cứ để xe mình ở đây thôi, còn đi xuống chúng ta mình có xe điện đó. Bên em sẽ có xe điện để hỗ trợ mình về phòng. Em ấy chị đang có gì? Bác ơi đi không? Đi, chị sao cãi rồi. Chị có phòng mình không? Chưa cần. Tôi cần thể hành, bạn kia bạn cần. Bác ơi, đường này không? Đây, sao mặt này? Hai, chị kẹp. Cái chạy này nào?
đấy, đấy chị ạ. Sao không cục ăn nước cơm cháy đồ của mình đủ hết rồi đúng không ạ chị? Đủ rồi em. Thì chị đợi một lát nhé. Đây là giá trị lừa đảo ấy. Tức là giá gấp 5 triệu và giảm xuống còn 2,5 triệu đấy. Chị Hằng ơi, lên phòng hay là đi luôn? Đi luôn, nhưng mà cho chị tiền vào đây nè. Không em mời chị xem. Kinh điển luôn đấy. Tiếp luôn này. Nó no, 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 mày cho khách đi xuống phòng trước. Xuống phòng trước xem gì đó. Không đủ đâu. Thôi, lên đi. Lên, come on, come on. Xe điện xuống phòng. Đâu rồi đấy á? Được rồi, có chất. Điện thoại có tiền của anh đâu. Được đấy chị ơi, được đấy anh. Có hai cái nữa. Vâng, rồi cảm ơn ạ. Chị đi xe có mệt lắm không? Bình thường, bây giờ thường lên là à bên mình có xe đạp miễn phí kìa. Ờ đúng rồi, có xe đạp. Nhưng mà đạp thế nào được, mệt lắm. Quay đâu đây? Quay đâu đây? Trước. Mình là vào bản nước như nào? Sau này đi. Chị có thể đi nó có tour hay là nó có như nào? Mình sẽ chọn địa điểm mình đi ạ. Giới thiệu anh chị một chút nhé, bên cái nhà xong nhà này sẽ ăn sáng đây. Còn giờ ăn sáng sẽ có món Á đến 10 giờ tối. Bên phải anh Hà có review. Nhà hàng này sẽ phục vụ các món Âu trên buổi tối. Vâng ạ, trên buổi tối ạ. Và ở cuối tuần này thì sẽ phục vụ thêm một khung giờ, đó là khung giờ trưa 11 giờ đến 14 giờ. Đấy, tôi chụp góc này, chụp ngồi chụp này. Anh chị lên mùa, đúng mùa hoa đỗ quyên rất là đẹp. Hoa đỗ quyên là hoa này hả? Vâng, hoa đỗ quyên. Hoa đẹp nha. Nhìn như hoa hồng nhỉ. Bên trái là lối xuống phòng ạ. Nhưng mà đây là nhà phòng của mình ở chí Trải Tây, ở phía đây là chí Trải Đông. Phòng anh chị ở lối vào ngay đây rồi, nhưng anh sẽ đi chỉ chú quán cà phê một chút nhé. Ờ, được đấy, cho em đặt lại chút một đồ ấy. Xong cho em nhìn được quán cà phê mà bảo một cái gì đấy đúng không? 1.500 đấy đúng không? Mở tối đấy đúng không? Anh nghe con ạ. Mặc quần lạnh. Lạnh thế đấy. Tí nước uống, thay quần áo luôn. Lạnh rồi. Đây là quán cà phê 1.500 anh chị nhé. 1.500 thì sao đó? Tên là thế. Tại địa điểm này, khách sạn này. Để so với đường cứu biển là cao 1.500. Quán cà phê 1.500 vì sao có cái tên này? Bởi vì là cách mặt nước biển 1.500m. Vâng ạ. Nếu anh chị muốn xuống bể bơi, phòng gym hay là spa hay là karaoke thì vui lòng lên hành lang này và đi theo dọc đây. Thì đến đây sẽ đi thang máy xuống. Bể bơi bốn mùa thì anh? Vâng ạ, bể bơi nước nóng anh ạ. Là đường nào em nhỉ? Đường nào nhỉ? Mình sẽ lên tầng cao nhất của tòa nhà này. Sau đó đi dọc theo hành lang này. Thế là anh em mình vừa đi á. Xong xuống đây đi thang máy xuống. Ok ok. Đâu thang máy đấy nó ở đâu? Thang máy ở phía trong đi chị ạ. Trong nhà. Đây tôi mình đi nhà. Mình sẽ đi vào đây đúng không? Vâng. Để đi thang máy xuống. Vâng. Để không rắc rắc tả ba tả. Chú đây là bật đèn đúng. Quán cà phê 1.500. Rất đẹp, rất đẹp. Nó phù vào lại cháy máy. Vâng, chưa hết lại còn đang đi với thợ ảnh vâng, nữa. Vâng, nó bảo em chứ chị biết đi một mình, chị nghĩ sao chị có ảnh đi không đi với em. Thế là làm mình đợi tao về nó hỏi Trần Ngưỡng nhá. Dung đi sao bạn học mình thì cũng chỉ đến thế thôi Dung ạ. Sóng club ở đây rồi, không phải đâu. Đây ạ, vâng phòng em nhỉ. Đây là cửa xuống phòng. Ơi. Xín Trải. Yêu không? Chỗ này là xín Trải.
sai sai lầm cứ hết đồ lên rồi. Bây giờ lên đây thì lại anh mang chung đủ. Nói chung mình chỉ cần một bộ gió là xong. Mình mặc ba. Ok. Xin chạy. Bố ơi. Đi kéo lại đây để cái bây giờ rồi. Bây giờ anh em. Thằng máy này. Thằng máy rất dân tộc. Tầng mấy nhỉ? Tầng 3. Tầng 3. 38, 38, tầng 3 nhưng mà đi xuống đấy. Tầng 3 nhưng đi xuống, thang máy rất đây là tầng 1. Ở đây là tầng L ấy nhỉ? L là L, L là lobby ấy. Lobby ạ? À, lobby. Lobby. Mẹ ơi. Dạ. Mẹ ơi, mẹ thang máy lại kìa. Thang máy lại kìa. Mẹ bé. Mẹ sao được thiết kế theo ý tưởng là sự khác ạ. Nên là nó lại nằm trên đỉnh quả đồi đó.